mùa hè đến rồi, xách ba lô lên và đi thôi. Còn đi đâu thì chưa biết á. Chưa biết đi đâu thì cùng chị Kính khám phá những chuyến du lịch bất ổn của các idol đi nào. Hóa ra người nổi tiếng đi du lịch cũng gặp kiếp nạn các bạn ạ. Có một, gần đây chị Xin đã đi du lịch ở đâu? Có chuyến du xuân tận Hàn Quốc đó. Trời trời, y như gái Hàn luôn ấy. Câu 2, chị Xin đi du lịch Hàn Quốc cùng với ai? Mới có người quay chụp cho anh chị chứ. Cơ mà phía này thầy ăn cẩu lương khỏi ăn đồ Hàn luôn nhé. Cơ ba, chị Ngân Hà đi du lịch cùng ai đây? Một chiếc du lịch đầy bất ổn của cặp đôi Ngân Hà Number. Hồi đó anh chị yêu nhau vui thật đấy, fan còn cảm thấy vui lây luôn ạ. Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật, đầy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Có bốn, bạn còn nhớ hai anh chị ấy đi du lịch ở đâu không nhỉ? Nha Trang đẹp quá xá mấy bộ ơi, mà lại càng đẹp khi đi cùng người yêu nữa. Anh chị ấy đi du lịch một chuyến mà cắp cắp giật giật đồ nửa năm luôn á. Này, đã chơi là phải cháy. Câu 5, chị về đang đi du lịch ở đâu đây nhỉ? Bầu mà bà mắc đi Đà Lạt quá trời. Cơ mà chị về bầu trộm vía bụng gọn thật đó. Nhanh nhanh rồi về nằm ổ sinh Gino thôi chị ơi. Tại vì được đấy, tại nó đẹp mà nó kêu nó lạnh. Lạnh dữ nên ngủ tới chiều luôn má ơi. Trời ơi, nhưng mà không sao. Khi tỉnh dậy rồi á thì tôi đã quyết định đi dạo sương sương chụp hình nè. Và đặc biệt là đón hoàng hôn. Cái bãi cỏ lầu kết hợp với ánh nắng hoàng hôn, ta nói 100 điểm. Bởi vậy tôi phai qua, tôi đứng tôi nhảy tôi mua, ai cũng nhìn hết trơn má ơi. Rồi tới nữa rồi đó, chuẩn bị đói bụng nữa rồi nè keo. Bé bầu dạo này đói nhanh, ăn hơi nhiều, mọi người thông cảm nha. Không sao, chồng tôi cũng thông cảm nên chồng tôi đứng nướng cho tôi nè, rồi tôi đứng ngắm lửa thôi. Thấy ai ai cũng tất bật với công việc nướng dữ dội nồi canh, có mình tôi là ngồi chấm ăn liên tục à. Tại vì ai cũng thương bầu, không cho bầu là quá là yêu luôn. Câu 6, chị ấy đi du lịch cùng ai? Bìm cha Đặng vẫn còn đang ở cữ kìa. Chỉ có vợ chồng Son Linh Barbie đi cùng bà V thôi ạ. À, đi du lịch vẫn không quên Du Chen đâu nha. Nên là chú yên tâm, chú đừng có sợ. Người ta vẫn thích gọi cháu là màu sắc boy. Cháu không phải thằng đầu đường so chợ, mà cháu tự hào là một thằng đầu cắt môi. Chú để mắt coi cháu nói không với cái cũ. Cháu chú... Bay ơi. Có 7, chị về dự kiến sinh vào tháng mấy các bạn nhỉ? Chàng trai tháng 6 chuẩn bị ra đời nè. Không biết em Gino có TikTok riêng như Đu Đủ không nhỉ?
chồng nhà Khánh Huyền và Bụt đi du lịch ở đâu mà chiến thế này? Trong vợ hài có chuyến đi chơi Phú Quốc đón hè cực chất nha. Bà còn ngầu hơn anh Bụt nữa. Anh Bụt kiểu 3 phần bất lực, 7 phần như ba luôn á. Có em bé vào bụng chưa nhỉ? Chơi thì bà mới dám quậy vậy chứ. Chưa có rồi thì chỉ chơi những trò nhẹ nhàng thôi à. Thế mà đợt Tết ông Bụt ông ốm bụng, làm tôi tưởng săn rồng thành công rồi đó. Mà bạn có biết vừa hôm nọ có thành viên nào của Gãy TV cũng đi Thái Lan không? Hero Team đã chất, chị Thảo Ly còn ngầu hơn nè. Chị ấy đi du lịch Thái Lan một mình luôn đó. Có cũng chẳng sao, quan trọng nhất vẫn là tiền nha. Nếu thấy ai đó không vui mà họ không đi du lịch, nghĩa là họ đang nghèo đó. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, xong mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình. Có 15 idol của bạn đã đi du lịch ở những đâu? Comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Bạn còn chủ đề nào hay thì nhớ gợi ý chị Kính nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh cho chị đó. Bye bye!